Thưa quý vị, kênh Bến Định nằm ngay cửa biển dài khoảng 2,5 km đi qua địa bàn các phường 5, phường Thắng Nhì, phường 9, Thắng Nhất của thành phố Vũng Tàu. Đây là khu vực có lượng tàu thuyền ra vào và neo đậu nhiều nhất thành phố, đồng thời cũng là nơi sinh sống của hàng ngàn hộ dân, kéo theo những hệ lụy môi trường nghiêm trọng. Để chấm dứt điểm đen môi trường này, năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 12 về đầu tư dự án nạo vét kênh Bến Định. Khi dự án hoàn thành, kênh Bến Định sẽ là kênh cấp 4, có hai luồng cho tàu cá ra vào và có nơi neo đậu cho 250 tàu cá, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm tại đây. Tuy nhiên, sau nhiều năm, dự án vẫn chưa được triển khai do gặp khó khăn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng. Không để dự án nạo vét kênh Bến Định kéo dài hơn, các cấp các ngành và thành phố Vũng Tàu đang nỗ lực gỡ khó cho dự án này. Đây là hình ảnh phóng viên thời sự vừa ghi nhận tại khu vực kênh Bến Định, thành phố Vũng Tàu. Mặt kênh đầy rác thải cũ, trong khi rác và nước sinh hoạt của người dân hàng ngày vẫn tiếp tục xả ra kênh rồi chảy thẳng ra biển. Hình ảnh nhếch nhác này đã tồn tại hàng chục năm, gây mất mỹ quan của thành phố Vũng Tàu. Kênh Bến Định này là cái cảng đậu thuyền của cái người dân Vũng Tàu, cư dân Vũng Tàu là từ rất lâu đời rồi. Hiện nay thì cái lượng tàu rất lớn và các cái chất thải ở trên bờ cũng như là dưới tàu xuống thì cái lượng bùn ở dưới kênh Bến Định là rất dày. Như vậy đã tạo ra cái ô nhiễm vào kênh Bến Định. Thì tỉnh có cái chủ trương là cho nạo vét cái bùn này đi, nạo vét lại kênh, xây dựng bờ kè và xây dựng tuyến đường ven kè đấy, để chỉnh trang. Thứ nhất là chỉnh trang về mặt môi trường, thứ hai là chỉnh trang về mặt đô thị và tạo một cái môi trường sống đô thị nó tốt hơn. Năm 2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án nạo vét kênh Bến Định với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án trọng điểm này sẽ khởi công vào năm 2022 và hoàn thành vào quý tư năm 2025. Tuy nhiên, do gặp khó khăn vướng mắc về vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng nên dự án chưa thể triển khai. Sau nhiều nỗ lực gỡ khó, đến nay, thành phố Vũng Tàu đã giải phóng mặt bằng được khoảng 81 hectare, đạt 99,8% mặt bằng dự án. Và dự kiến đến hết tháng 5 năm 2024, thành phố sẽ bàn giao 100% đất sạch cho Ban Quản lý Dự án Giao thông chuyên ngành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chủ đầu tư dự án. Tại địa phương thì các hộ trước đây thì có khi làm các thủ tục là kiểm kê đền bù, thì một số người dân người ta cũng chưa bàn giao mặt bằng do người ta chưa hiểu được các cái chính sách của nhà nước. Do đó thì phường cũng đã thành lập 3 đoàn cố gắng là vận động nhân dân chấp hành các cái chủ trương của nhà nước, sớm bàn giao mặt bằng. Trong quá trình thực hiện thì người dân cũng đã hiểu được các cái chính sách của nhà nước và đã sớm bàn giao mặt bằng cho nhà nước để thi công. Thành phố Vũng Tàu đã ban hành 24 quyết định cưỡng chế thu hồi đất lấn chiếm để giải phóng mặt bằng của bãi tập kết vật liệu nạo vét với diện tích khoảng 58,4 hectare. Việc triển khai cưỡng chế sẽ hoàn thành trong quý 2 năm 2024, góp phần thúc đẩy tiến độ chung cho dự án. Theo thiết kế, dự án nạo vét kênh Bến Định bao gồm các hạng mục nạo vét kênh chính 3,4 km và kênh đối lưu 3,8 km, đầu tư tuyến đường giao thông dọc kênh dài 3,1 km, kè dọc kênh dài 2,58 km và kè dọc kênh đối lưu dài 2,92 km. Khi hoàn thành, dự án sẽ mang lại diện mạo hoàn toàn mới cho khu vực này. Đây là tin vui cho hàng ngàn hộ dân vốn nhiều năm phải sống chung với cảnh ô nhiễm. Mong muốn của bà con lớn nhất hiện nay là dự án sớm được triển khai để cho cái bộ mặt của địa phương cũng như là bộ mặt của khu phố là được sạch sẽ và nơi đây sẽ thành một cái khu đô thị mới, khu đô thị văn minh. Cái khu bờ kè hàng năm nó bị chiều cường nó ảnh hưởng đến, nó dâng lên làm cho sụp lở các cái bờ kè bên, rồi chiều cường vào trong khu nhà dân nó ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Cho nên là cũng rất là mong là thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ và thực hiện các cái hạng mục của dự án nạo vét kênh Bến Định để cho cái bộ mặt của phường 9, đặc biệt là cái tuyến bờ kè đường Tôn Đức Thắng thì nó có một cái bộ mặt nó sáng xanh đẹp hơn. Song song với công tác giải phóng mặt bằng, thành phố Vũng Tàu đang nỗ lực tháo gỡ các khó khăn về tái định cư, giúp người dân ổn định cuộc sống sau khi thu hồi đất, một trong những nút thắt quan trọng để dự án có thể triển khai sớm.